Đang quay. Đông quá lại sập cái thang máy. Bún chả Hương Liên combo Obama. Giấm gạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Pepsi cũng được. Nước cam đây này. Nước cam của nó đúng Pepsi thì nó có ngay vọng Pepsi một nước không nhá. Nói chung cái hai cái combo tức là ông Obama ông muốn ăn từng này thứ. Một phát thôi. Em nghĩ em sẽ order thêm một em muốn là luôn nha. Hai nữa. Chị ơi. We are in Bún Chả Hương Liên. Địa chỉ nhỉ? 23 Lê Văn Hiệu. Em ơi. 23 Lê Văn Hiệu. Hiệu. Hiệu hay là Hưu? Hiệu. 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 Chưa có à? Chưa đến à? Đây, chào mọi người. Lặng thế. Oh. They from Korea. Trải nghiệm là gì nhỉ? Experience. Chưa. Rất là dangerous. Đây rồi, xong đi. Mời chị và các bạn nhé. Chị chụp đẹp lắm, chị cho em nha. Chà. Mày chị đẹp lắm. Meat pork fry. Grill pork. Meat pork. Chồng mới nhắc là sao mà đi lâu thế, không thấy là rất đói. Cái lỡ là mắm.
đang phân tích xem là nó có những cái thứ gì. Thế à? Có một cổ đông ở đây. Đu đủ này là mới ngâm nữa, chưa kịp nấu. Như là từ ngày sét đánh cháy rừng là con người biết ăn thịt chín nhỉ? Thơm. Công bố đây.